Hello anh em, bây giờ là đang là 4 giờ sáng, mọi thứ đang tối thui thủi lùi. Để mình đập bật đèn pin lên cái. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hello. Hello. Sổ rồi. Tại sao tối tui thế này, đèn đường không bật à? À, đã, em chỉ đạo bật đường nhá. Radio Moto. Chắc là chưa có chốt đường. Ờ. Đây là một chương trình đi Sapa và bây giờ là chúng tôi đang tập trung ở Mỹ Đình Phơn lúc này là 4 rưỡi sáng. Anh Harry Kiên sẽ là người leader dẫn đoàn. Đó. Áo phường này đợt đây là phải phạt tiền. Ở đây là chúng ta có một số con xe nhất định. Nhưng mà tối quá không nhìn được. Văn Duy trưởng đoàn. Đó. Rồi. Bây giờ đây là bật đèn lên để chuẩn bị chụp ảnh. Hy vọng là mọi người nhìn thấy được xe. Trời tối quá, không nhìn thấy được. Như vậy là đoàn chúng tôi gồm 11 người cưỡi trên 10 chiếc xe mô tô phân khối lớn di chuyển đến Sapa. Tuyến Hà Nội Sapa thì chúng tôi không đi theo con đường thông thường là đi qua cầu Nhật Tân mà chúng tôi đi hướng Đại lộ Thăng Long để rẽ vào đường Sơn Tây và đi thêm một đoạn nữa khá là đẹp ở cái đường mòn Hồ Chí Minh. Rồi sau đó thì rẽ bám dọc theo sông Hồng để di chuyển lên Lào Cai trước khi cán đích Sapa. Đây, đến đây thì chúng ta sẽ rẽ trái đi Sơn Tây. Lúc này thì quang cảnh trời đã sáng và ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng. Một không khí rất là mát lành trong buổi sớm bình minh. Chúng tôi vẫn đang băng băng đi trên đường. Đó. Còn 17 km nữa là tới chỗ ăn sáng. Đây là chia tay Ba Vì. Đã đi hết Ba Vì. Đây là cầu Trung Hà đi qua sông Hồng này. Quá đẹp. Giờ, đây là Văn Minh. Đây là Văn Duy trưởng đoàn, cũng là chốt đoàn. Đây là Ánh Dương leader Harry Kiên. Đấy, cặp đôi tình cảm nhất hôm nay là Ánh Nam. Đấy, Ánh Nam. Và đây là top thần gió. Tốp thần gió ngày càng đông. Đấy. Bao gồm có Thảo Khấu, có Vân Anh, Ngọc Ánh và leader Tuấn Cường. Mình không đuổi được. Rồi, giới thiệu đến đây rồi. Thì cung đường này chúng tôi lựa chọn bởi nó có những cái đoạn rất là đẹp. Đâu đó có khoảng 4 đoạn đường cực kỳ đẹp. Đoạn thứ nhất là đoạn chỗ đường Hồ Chí Minh. Đoạn thứ hai là đoạn dọc men theo sông Hồng.
đoạn thứ ba là như qua Yên Bái, đoạn thứ tư là cái đèo Lào Cai, đèo từ Lào Cai lên Sapa. Đó là bốn cái cung đường rất là đẹp mắt mà chúng tôi lựa chọn trong chuyến hành trình lần này. Đây rồi, đến giờ ăn sáng sau một quá trình gọi là di chuyển, mình đã đến được nơi ăn sáng. Hello. Rồi. Hello. Bún chả, bún chả. Ai đi ăn bún chả thì chạy lên. Ăn đi, ăn đây có bún chả này, đây bún cá, đây phở này. Ai ăn gì thì Vương bắt đầu là đi đường tỉnh 320. 320 là đi đường men theo cái đường trên đê. Đi chạy theo men đê à, chứ không map đường trong đâu. Đây đường trên đê đường 320. Đúng rồi. Đến 320 xong. Bắt này là mì tôm đây ạ. Đây là mì. Đâu mì tôm. Chia tay Phú Thọ thì chúng tôi tiếp tục lên đường di chuyển đi đến Sapa. Chặng di chuyển lần này thì chúng tôi sẽ đi ngang qua Yên Bái, sẽ đi men theo đê sông Hồng chạy thẳng để tới được Yên Bái. Đây cũng là một chặng rất là đẹp trong cái hành trình của chúng tôi. Như vậy là đã 8:30 và chúng tôi đã đến trung tâm tỉnh Yên Bái. Ok, đến đây thì sẽ rẽ trái. Đây, đây là con đường đi lên Lào Cai đây. Đường uốn lượn dốc quanh co, trời thì đang có một cơn mưa chạy phía trước đoạn nên là đường rất nhẹp, may vẫn chưa phải mặc áo mưa. Mười hai giờ trưa thì đoàn đã đến được thành phố Lào Cai và sau đó thì lập tức di chuyển lên Sapa luôn. Như vậy là đoàn chúng tôi đã tới Sapa lúc 1:30 chiều, hoàn thành đúng cái tiến độ do ban tổ chức chương trình đặt ra. Nghĩa là chúng tôi cán đích sau khoảng 6 tiếng di chuyển từ 4:30 sáng, có nghỉ ngơi một chút ở dọc đường và đã đến nơi an toàn. Điều tuyệt vời nhất là thời tiết rất là thuận lợi cho toàn bộ hành trình, cũng như là những cung đường đẹp mà chúng tôi đi qua theo dự kiến thì đều đúng kế hoạch. Đường thuận lợi, đẹp mắt và khung cảnh rất là hùng vĩ nên thơ, xứng đáng cho một cái hành trình trải nghiệm tuyệt vời vùng Tây Bắc và Sapa. Chúng tôi đến Sapa vào dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 cho nên là ngay từ khi vào đến cửa ngõ Sapa thì những con đường đã ken đặc người và xe du lịch rất là đông đúc và tấp nập. Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi nhanh chóng luồn lách để di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Hello, như vậy là nhà mình đã đến khách sạn Long Châu hay Châu Long gì đấy, tắm rửa sơ qua và bắt đầu đi ăn. Không gian ở đây thì rất là đẹp. Nói chung là Sapa rất là ok. Ngày xưa thì trông nó toàn công trường với ba lăng nhăng, nhưng bây giờ thì
thì ok rất là nhiều rồi. Đây là nhà hàng, wow, đẹp luôn, đẹp luôn. Trời. Đây rồi, đây là mâm anh em ơi. Xem anh em tình trạng sức khỏe nào. Rồi. Giờ này vẫn tươi. Rồi, rồi, rồi. Sapa, một địa điểm vừa lạ nhưng cũng vừa quen với tất cả chúng ta. Sapa là một cái địa danh là rất là nổi tiếng về cảnh đẹp, cảnh sắc thiên nhiên và đời sống văn hóa bình dị, mộc mạc của đồng bào nơi đây. Chính những địa hình đồi núi, nơi ngập tràn màu xanh của núi rừng, thêm vào tiếng chim rừng trong làn mây bồng bềnh, đã khiến cho thị trấn Sapa hóa thân thành chốn thần tiên, huyền ảo vô cùng. Sapa còn mang vẻ đẹp một mảnh đất khiêm nhường lặng lẽ nhưng chất chứa nhiều điều kỳ diệu mà cần bạn khám phá. Sự đa dạng nơi đây cũng góp phần tạo nên nét phong phú của đời sống văn hóa tinh thần của mảnh đất Sapa. Khí hậu ở đây thì phải nói rất là đặc biệt, một ngày thì có đủ cả bốn mùa. Buổi sáng thì khí trời sẽ ấm áp như những ngày xuân, trưa về thì sẽ có nắng nhẹ với khí hậu mát dịu như những ngày mùa hạ. Về chiều thì mây và sương bắt đầu rơi xuống, mang theo cảm giác se lạnh của mùa thu. Và cuối cùng thì màn đêm buông xuống với cái rét của mùa đông về. Nơi đây thì ở độ cao trung bình từ 1.500 đến 1.800 mét so với mực nước biển, cho nên là khí hậu tương đồng với những cái xứ ôn đới, xứ lạnh. Nhiệt độ trung bình dao động từ 15 đến 18 độ. Sau khi cả đoàn dạo quanh thị trấn Sapa với các địa danh nổi tiếng, các khu phố shopping, nhà thờ đá hay là quảng trường, thì chúng tôi lại quây quần bên nhau trên một bữa tối rất là vui vẻ và kết thúc một ngày thành công của cả đoàn. Đây rồi, anh chủ cái mập này nó còn nguyên tí nữa là wow, ghê vậy. Anh em ăn đi đây của ba tiền. Trời, đây nhá. Mâm một mâm đầy nhá, để xem các bà ăn thế nào nhá. Anh cứ mỏ kia. Yo 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 nào. 2 3 yo. 2 3 yo. 2 3 1. Sao mặt nó lại yếu? Đây, hello anh em. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu lên đường di chuyển đến
đi ít tí, một cung đường cực kỳ khó nhằn, nên là các xe đã phải rút bớt một số xe. Đó. Cung đường hôm nay thì chúng tôi lựa chọn là chạy thẳng từ Sapa sang Y Tý, đi qua Mường Hum. Đây là cung đường được đánh giá là cực kỳ khó nhằn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhận thấy là thời tiết đang thuận lợi, cho nên là cả đoàn quyết định thử thách tay lái thông qua cung đường này. Sapa và Y Tý là hai địa điểm nằm ở hai huyện khác nhau và thuộc hai điểm ngược hướng nhau. Tuy nhiên khung cảnh ở đây thì lại rất là đẹp. Nếu mà phải so sánh với Sapa thì là 1.9 và 1.10. Nếu có cơ hội nhất định nên phượt Y Tý một lần. Khoảng cách từ Y Tý đến Sapa thì khoảng 70 km, đi xe máy tầm khoảng 2 đến 3 tiếng là sẽ tới nơi. Tuy nhiên là tùy vào tốc độ, tùy vào thời tiết, và cung đường này thì tương đối là xấu, cho nên là có thể sẽ chậm hơn rất là nhiều. Đường lên Y Tý bắt đầu đã chào mừng chúng ta bằng một đống ổ voi này. Y Tý là một địa danh giáp với thị xã Sapa. Nơi đây có thiên nhiên trong lành, ít bị tác động bởi con người và còn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên, với những thửa ruộng bậc thang trải dài, cung đường uốn lượn gấp khúc và hiểm trở. Y Tý được biết đến là xã có vùng đất hoang sơ và đầy thơ mộng. Nơi đây là điểm khám phá lý tưởng cho các bạn phượt thủ. Tuy nhiên thì đường đi thẳng từ Y Tý sang Sapa thì tương đối là khó nhằn. Đường này sẽ là đường đi gần nhất. Tuy nhiên thì cũng là cái đường đi khó nhất mà chúng tôi lựa chọn. Thì lúc đi thì chúng tôi sẽ lựa chọn đi qua Sapa, Bản Khoang, Tả Giàng Phìn, Bản Xèo, Mường Hum, Sạc Ma Sáo và đến Y Tý. Đấy là con đường ngắn nhất. Ngay khi đi được một đoạn đường thì chúng tôi gặp ngay một cái khu vực đường bị sạt lở và lầy lội do trận mưa đêm qua để lại, cho nên là gây ra bao nhiêu khó khăn cho đoàn. Những chiếc xe đã cố gắng những tay lái tốt nhất để di chuyển qua cũng rất là khó khăn. Em quay demo một shot là được anh ạ. Ui, đường đoạn sau nó còn xấu hơn. Từ thôi, bước nhẹ thôi. Chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi. Đừng đi nhanh nhé, đi chậm thôi. Đi thật chậm thôi. Giữ đi, lái ra giữ đi. Đoạn đường từ Sapa lên Y Tý thì tập hợp của rất nhiều các thể loại xấu, từ đường sạt lở, đường đất trơn trượt cho đến là đường bị đường nhựa bị đường nó bay đâu rồi đấy. Đó, qua những đợt lũ trùng
cho nên là gần như là đây là tập hợp của các loại đường xấu nhất có thể bạn nghĩ ra. Như vậy là sau những giờ phút vật lộn vất vả thì phái đoàn cũng đã di chuyển qua được cái cung đường bị sạt lở đó. Tất cả rửa ráy chân tay một chút và lại tiếp tục lên đường. Vượt qua cái vị trí sạt lở xong thì con đường vẫn tiếp tục ngoằn nghèo kéo dài với những khung cảnh ngút ngàn đẹp mắt phía trước. Tuy nhiên thì cả đoàn cũng rất phải cẩn thận với những cái khu ổ voi và ổ gà lộn nhộn khắp dọc tuyến đường đi. Thì càng đi thì đường càng trở nên lầy lội và ngập ghềnh xấu xí hơn, bởi đoạn này thì sạt lở cũng như là người ta đang làm đường, thành ra là tương đối là khó nhặt. Thế thì suốt dọc chặng đường đi, đoàn chúng tôi phải dừng lại vài ba lần bởi những cái khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đẹp đẽ không thể nhìn thấy ở đâu có cả, mà ống kính camera cũng không thể thu vào được hết. Chính vì vậy mà đoàn chúng tôi dừng lại để chụp ảnh check-in rất là nhiều lần trên suốt chặng đường đi. Ra đây! Tất cả sang đây. Tắt luôn. Nào, đây. Rồi, anh kia đây. Nhanh, tất cả vào luôn. Rồi. Ok. Đó, Cường ơi, đẹp, đang quay nhá.
làm dáng cho nó gọi là bắt xem nào. Lại thêm một chướng ngại vật nữa ở trên đường đi, đó là đám gia súc gia cầm lững thững đi dọc đường, và đôi khi thì cái hướng đi của nó không xác định được và làm cho chặn đường xe máy của chúng ta. Cho nên là khi đi qua những đám gia súc này thì các bạn hết sức là lưu tâm nha. Hơn 3 tiếng đồng hồ băng rừng lội suối với bao nhiêu vất vả thì phái đoàn đã tới được điểm đến tại Y Tý. Đây là một địa điểm mà anh Trung, một thành viên ở trong đoàn, đã đi nghỉ cùng gia đình tại đây, cho nên là chúng tôi cùng hẹn địa điểm ăn trưa tại đây. Đây cũng là điểm săn mây rất là hot hit ở Y Tý hiện nay. Ôi, hey, hello công chúa. Chỉ vì nhà A Trung mà tất cả chạy đến đây ấy. Quá căng. Mày không? Sạch sẽ đi anh. Nào, ok chưa? 2, 3. Kiểm danh kiểm tiền đấy. Sau một bữa trưa ấm áp no nê và rất là ngon miệng thì đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường di chuyển đến mỏm đá gọi là góc nhìn quốc dân. Đó, trên bản đồ Google Maps nó đánh dấu là góc nhìn quốc dân. Và sau đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển đi Lũng Pô. Cung đường về từ Y Tý đến Sapa thì chúng tôi sẽ đi chặng đường dài hơn 10 cây số so với lúc đi. Chúng tôi sẽ rẽ vòng qua
thành phố Lào Cai rồi mới di chuyển ngược trở lại Sapa. Tuy nhiên thì cung đường nối từ Lào Cai lên đến Y Tý thì đã được làm rất là to và đẹp, cũng như là có rất nhiều các cái góc view sống ảo, ruộng bậc thang rồi mây khói lung linh. Về cơ bản là nếu các bạn đi du lịch thì nên chọn con đường từ thành phố Lào Cai lên Y Tý hơn là đi từ Sapa thẳng đến Y Tý, nó rất là phá xe. Đây chính là cái view quốc dân đây này, đấy, mỏm đá view quốc dân này, nhưng mà hôm nay mây mù kín này thì thua rồi. Đấy, mỏm đá quốc dân này. Đây này Men theo cung đường tuần biên, một bên là Trung Quốc, một bên là Việt Nam, thì chúng tôi chạy xuôi trên con đường rất là đẹp mắt và cán đích tại cột cờ Lục Pô. Lúc này thì cả đoàn đã thấm mệt cho nên là tất cả cùng ngồi lại nghỉ ngơi và uống nước trước khi chụp những bức ảnh check-in tại địa điểm đặc biệt này. Bây giờ sáng ấy, sao đấy? Dậy lấy thít lại xong rồi là dậy kiếp, không kinh luôn. Em dậy anh Vinh ơi. Sao mà thít cả chặng đường à? Không, cứ dậy thít vào là xong rồi. À, có ông nào kể mà đang chạy xe mà đau bụng ấy nhỉ? Xong rồi dùng cái... Em tí nha. Cho đây, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt ai. Cột cờ Lũng Pô. Bên này là chủ quyền của Việt Nam. Và bên kia là Trung Quốc. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cột cờ Lũng Pô, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Các em đứng đây xin chụp kìa.
chia tay cột cờ Lũng Pô thì chúng tôi lại tiếp tục di chuyển trên những cung đường rất là đẹp mắt, trở về với thành phố Lào Cai trước khi từ Lào Cai di chuyển lên trở lại Sapa. Đây là một cung đường cũng khá là đẹp, trừ một số đoạn đang làm đường chúng tôi đi lạc vào, còn lại thì cung đường này cực kỳ đẹp mắt. Như vậy, ngày thứ hai của chúng tôi tại Sapa đã được khép lại với một hành trình đầy thú vị với những cảnh đẹp đã mắt. Và buổi tối thì chúng tôi lại quây quần với nhau bên một quán ăn rất là đặc sắc tại Sapa. Và buổi tối này cũng là một buổi sinh nhật rất là đáng nhớ của anh bố cháu với team Du Già. Ok, buổi sáng bây giờ là 7:30. Đoàn chúng tôi đang chuẩn bị để lên đường. Con phố đã bắt đầu tấp nập trở lại. Lần này thì chúng tôi sẽ chạy thẳng mạch về Hà Nội theo cung đường cũ khi mà chúng tôi đã đi lên đây. Đó. Cả đoàn vẫn rất là sung sức và sẵn sàng chinh phục cung đường trong 6 tiếng đồng hồ chiều về. Ai cũng háo hức muốn trở về với bọn trẻ con, với gia đình. Thôi, bye bye các anh nhá. Dạ. Chúc mọi người đi an toàn. Dạ. Trước khi rời Sapa thì chúng tôi dừng lại trên cầu Móng Sến để chụp một bức ảnh check-in và chia tay, check-out và chia tay Sapa cùng với một hành trình rất nhiều cảm xúc và thú vị, một góc nhìn hoàn toàn mới lạ về Sapa của chúng tôi.